Đây bây giờ anh em chúng tôi sẽ test coi là con đẩy đây chập nha, nó bị sao vấn đề gì không anh nhá. Đây. Đây là con, đây là con PX4800 nha. Bây giờ đây em sẽ mở mắc volume lên luôn. Đấy. Ta mở từng kênh một và ta chập kênh nào mở kênh đó, ta chập kênh đó, không có mở to này, không biết kênh nào hư kênh nào không à. Kênh số 1. Bây giờ ta sẽ mở kênh số 1 nhá. Đây. Đấy. Thế cả này bắt đầu đây, từ từ nhá, bắt lại các bác xem này. Đấy. Giờ mở to lên. Rồi. Từ từ nhá, bắt lại các bác xem này, quay lại bắt đầu này. Mình chập không nhá, đây, 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 bắt đầu quay nhá. Đấy, đây, đây. Chập. À, quay lại chập tiếp lại bắt đầu. Quẹt lên từ từ tranh tranh tận đấy. Đấy, loa bị mất. Rồi nó hát lại. Quẹt tiếp nào. Đấy, đủ đủ không? Quẹt tiếp phát nữa. Đấy, thấy được không? Chập luôn, chập mạnh luôn. Đấy, chập luôn nhá. Đấy, bây giờ buông ra. Xem nào, quẹt đẩy có lỗi không? Đây. Ồ, vẫn hát các bạn. Đấy, cháy đứt dây luôn. Nổ kinh nhập dính dây luôn. Đấy, nó mất này, le ngắt luôn, le ngắt xong lại và hát lại. Đấy, vào tay. Đấy, chập vào lại le ngắt luôn. Chập mạnh vào cho nó chập vô. Đấy, mất nhá, ngắt luôn này, đấy. Rồi, bây giờ hát lại. Đây. Rồi cho nhỏ lại cái. Cho nhỏ nhỏ đấy cái. Đấy bây giờ là vậy là bài test chập dây em nó vẫn sống sót nhá. Đấy chập tia lửa đánh gọi là điện tia lửa luôn đấy, nhưng mà không vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ tiếp theo tôi sẽ đem cái loa, chúng tôi sẽ thả xả cái loa xem cái côn nó như thế nào nhá. Bây giờ đây. Đây cái loa này từ nãy đến giờ là bọn em đã xả ra, xả cái côn cái màng của nó ra, chờ mãi bây giờ mới xong đây. Chính là cái màng chống nước từ nãy đấy, chúng ta vừa test đấy, đây đấy. Và bây giờ đây, đúng từ của nó luôn nhá, đây, từ loa đây. Đây, đấy, cái loa này là được bên hãng tài trợ, bên em mới dám làm thế này nhá. Khuyên cáo các bác là không đủ tài chính các bác đừng nên nghịch như thế này. Đây, thứ nhất là chúng ta sẽ xem cái phần nội thất của nó này. Đấy. Thứ nhất là thép này, thép đằng trong là thép 7 màu các bác nhá, thép 7 màu đấy, chúng ta thấy là nó đổi màu ngay đấy. Cái kiểu giống là màu titan đấy. Đấy. Đấy chúng ta thấy cái xương của nó kinh khủng không? Xương cực kỳ là chắc chắn luôn. Từ cái con ốc bắt này chúng ta thấy là bốn con ốc bôi góc này, cực kỳ là chắc luôn. Đấy coi lại. Đây và đây là cái phần nón loa này. Đấy chúng ta thấy cái nhện của nó, cái gân của nó chúng ta nhìn thấy rất như là sướng nữa. Mềm rất mềm mà rất dày, gân dày. Đấy đổ nước vào không bị thấm. Đây đằng trong này nếu như chúng ta đổ phía trong là bị, nhưng mà đổ phía ngoài không bị nhá. Về phía trong là phía ngoài là bị được tráng một cái lớp nhựa keo chống nước đấy, màng chống nước đấy, lấy múc nước đổ bên trong đấy. Quay quay cái côn luôn chúng ta thấy này, đây cái dòng này côn của nó các bác đấy. Đây chúng ta sẽ đổ phía trên này là được ok này, thoải mái, đi mưa nắng thoải mái nhá. Đấy đấy coi như là cái loa này là như là nước đổ đầu vịt. Nước đổ la môn. Đây. Nước đổ đầu vịt. Nó nói quảng cáo nói các bác là cái nón loa của em là nước đổ đầu vịt. Đấy. Chúng ta đổ vào thì nó không được gì. Đấy, nó vẫn là phía trước phía sau nó đều, nó không bị ngấm, không bị nhún loa. Đấy ok nhá, màng đấy. Côn của nó này đấy. Dâu. Đây. Dâu này. Chúng ta thấy dâu của nó này, dâu rất chi là lớn nhá. Dâu này các bác đánh cả đời loa không bao giờ lo cái chuyện là đứt dâu. Dâu này không phải lo này. Đấy, chúng ta thấy là về trong phía trong cái dâu nó đều là được bằng đồng luôn, nó được mà hàn trực tiếp vào cái nô thít bằng đồng, chấu bằng đồng ấy. Đấy hai bên đấy chúng ta thấy. Đấy, keo của nó. Nhện của nó này, nhện hình bãi trầu nhá, như hôm qua em làm clip để giới thiệu nhá. Đấy màu thẫm bãi trầu đấy chúng ta thấy. Đấy nhện của nó đấy. Đây một côn. Côn này bây giờ cái côn của nó là côn 76. Đấy, côn 76 này có lỗ thông hơi xung quanh. Côn đen các bác nhá. Côn này là côn 76 lớp trong lớp ngoài nhá. Đấy, trên côn là có số seri luôn các bác thấy là đấy, số seri ngay trên côn luôn nhá. Đấy, trên côn đấy. Đây, cho thấy là côn lớp trong lớp ngoài nhá. Gỗ phít cao cấp. Đấy, có thấy đấy. Đấy, đằng trong là có cái lớp gỗ của nó rất là cao cấp đằng trong ấy. Đấy. Rất là cứng. Cứng.
đánh cái này các bác không phải lo nhé, nếu như cái côn này mà nó mà cái gỗ đằng trong ấy, nó không cứng ấy là nó dễ bị đánh mạnh nhá, là nó bị cọ, nó đánh bị méo ấy, nó hoạt động mạnh là nó dễ méo và nó rơi là quả côn hoặc là rất dễ là cháy. Nhưng con này cứng, cứng cực kỳ luôn. Đấy, đây chúng ta thấy rồi, bọn em là phải phá cái này là cho các bác thấy ở trong luôn. Keo. Đấy, keo đấy. Đây các bác thấy là cái lớp keo của nó nhá, cái lớp keo dính từ của nó này. Đấy, keo đây là keo cái kiểu là nó màu trong suốt nhỉ, hơi ánh hồng, ra nắng là màu hồng. Đấy. Đấy chúng ta thấy là thép bảy màu phía trong là cái lớp thép đấy. Từ 500 từ là từ 19 thôi. Đều có dấu. Đấy, nó đánh dấu, bác thấy cái dấu không? Cái dấu là cái từ đấy. Đấy. Đấy, nó đánh dấu đấy. Đây là bản. Đấy. Đây. Đấy, đây là nguyên bản cái loa của nó nha, bên em tháo nhá. Các bác muốn khám phá thêm gì nữa không? Em tháo khá hết cho các bác rồi đấy. Thực sự là khi mà đã khui cái loa này ra thì xác định là phải bỏ. Chứ còn không thể để như thế này mà lắp lại bán cho các bác được. Cho nên mà các bác khuyên các bác là nếu như có tài chính chúng ta vững mạnh, chúng ta mua về chúng ta có thể tháo. Nhưng mà đấy, đấy, bên em đấy, đấy phá bóc luôn cho các bác xem giấy của nó kìa. Đấy. Đây là cái lớp, là lớp ngoài thì là lớp chống nước, chống nước đấy. Cái lớp giấy rất dày, béo bóp bóp cái lớp giấy coi. Không, bóp đấy, cái màng dày cực kỳ luôn. Gân của nó này. Đấy. Đây. Chúng ta thấy là lớp gân của nó này. Rất là mềm. Gân của nó mềm lắm, cái mềm dày. Gân này thì các bác không phải lo nhá, để quay xa cho chút đấy. Cực kỳ là mềm luôn đấy. Gần cái lớp gần nó dày, không bóp vào không bị nhăn. Ra chơi là có thật. Bóp vào không bị nhăn. Nhả ra đấy, không bị nhăn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái nhện và cái keo của nó. Cái keo nhện này, bây giờ tháo ra cái keo nhện của nó cho bác xem nhé. Đấy, nó chắc như thế cơ mà. Đấy, cái keo nhện này. Đẹp này. Đấy. Keo này. Cái này đàn cái màng của nó, màng xịn các bác thấy là rất dày nhá, cái màng có dày. Cái màng dày các bác đánh không có lo cái chuyện là đứt màng, gãy màng ở đây nhá. Nếu như chúng ta mà lấy cái màng mà màng bỏng ấy, nó rất dễ gãy màng nhá. Đấy, bên em đây. Đấy. Không lo bị đứt nha, không lo bị đứt. Đấy, nó hán này, nó hán trực tiếp vào cái chấu bằng đồng, có thấy không? Nó hàn trực tiếp cả cái dầu vào đấy. Không có lo cái chuyện bị đứt ở đây. Kèo rất là dễ. Đi cái côn này. Đừng. Phá tẹt về là cho các bác xem nhá. Cũng khuyến cáo các bác là cái này là có sự tài trợ của bên hãng bên em mới dám làm thế này nhá, chứ còn nếu bỏ tiền túi thì có lẽ bên em không dám đâu. Sốt ruột lắm, loa này mười mấy triệu một cặp đấy, đâu có ít đâu các bác. Đây là giá cạnh tranh với tất cả mọi người. Hãng đã công bố rằng cái loa này có thể cạnh tranh cả về chất lượng, cả về giá, tất cả các cái hãng hiện nay ở thị trường Việt Nam mình. Đấy. Đây. Rồi. Bình thường những cái hãng khác nó không có cái chấu ấy. Đúng rồi, cái hãng ấy, nó không có cái chấu, nó đánh nó hay bị bung cái chỗ đó đấy. Rồi, bị đứt. Đứt ngay cái chỗ tiếp nối đó. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở thêm cho bạn cái xem dây đồng hay dây nhôm nhé. Này. Kèo này, kèo cứng lắm nha. Đây. Và như thế em đi. Đồng hay nhôm? Còn hai lớp, lớp trong lớp ngoài. Đây. Cạo ra, cạo ra. Đồng vàng ống nha. Đồng thì sẽ hàn được thiếc nha mọi người nhé. Dây đồng đấy, dây đồng này chúng ta thấy này, dây đồng là nó mới hàn được thiếc vào nhá đấy. Đây, cho mọi người xem cái gỗ này. Lớp trong lớp ngoài luôn. Xem cái phíp của nó có giống JBL không nhé. Các loại loa hãng đắt tiền nhé. Đây. Bây giờ sẽ tháo hết cái côn của nó ra cho các bác xem cái phít lõi bên trong nhé. Nó cứng như thế nào. Đây. Đây lớp trong nhé. Đấy, lớp trong á, lớp ngoài lớp trong. Kèo này là sử dụng cho loa mắc tin là nhiều. Các loa mắc tin, loa đắt tiền sẽ sử dụng. Vì cái côn hai lớp này nó đánh là hay bị sổ. Nhưng mà riêng dòng này thì yên tâm, keo kiếc nó đổ rất là chắc chắn. Mọi người đánh thoải mái luôn đi. Cái dòng keo xịn của hãng các bác biết là nếu như chúng ta mà cuốn keo đều đánh nóng là nó bị chảy keo.
đánh nóng là nó sẽ bị chảy keo và nó sẽ bị sổ côn, nhưng mà keo xịn là các bác đánh đến 3 vòng rồi. Đấy, keo xịn các bác đánh là nó không bị nóng, mà nóng nó không bị chảy ra mà nó không bị sổ nhá. Đấy, thay vì nóng đây nó có lỗ thông hơi rồi. Đấy, đây là của nhà máy sản xuất hàng xịn số series giống đấy, như JBL ấy, tất cả màng miếc côn của số series các bác nhá. Đây, đây là keo đổ nha, keo đổ chắc này, rất giòn, chắc mà lại giòn đấy. Còn cái lớp fit này quan trọng này, cái fit này là fit quan trọng. Đây, đấy, bé cái này rất dẻo, không gãy này, rất dẻo. Đây nha. Nói về cái chất lượng của cái loa này thì các bác yên tâm, về hãng đã công bố, và nếu như những cái bác mà mua hàng ở trong cái tầm giá của loa này thì em khẳng định là không có đối thủ. Vì là cái dòng loa này họ đang có cái chiến dịch quảng cáo rất tốt và để đánh thị trường. Rất nhiều những cái dòng loa mà tên tuổi ở trước đây bên em còn đã tham khảo, nhưng mà cái chất lượng của nó không thể mà mới đấy. Cái keo này không tháo được đâu, phải đổ xăng vào nó xả keo ra. Tháo ra được. Thôi để nó đi. Không bị sịch tử nhá. Mọi người cứ vận chuyển lưa mạnh như thế nào. Lỡ để cho các bác xem mà này. Đó. Đó. Phá loa. Lỡ nha. Đây nhá. Thợ phá loa. Không có gì nhá. Mọi người xem nhá. Từ không người người ta là phải mở bằng COVID bên đập luôn này. Không mở được COVID đập luôn. Vẫn nguyên bản nhá. Mọi người nhá. Nhìn nhá, từ không vỡ, cái từ xin không được gì nhá. Đây em đập mạnh nhá, cố tình phá hỏng này. Phá. Ước gì vào đầu ra. Quay vào đâu rồi. Đập. Vẫn không được gì đây, nhá. Đây. Đây á. Đấy, từ không vỡ nhá, không lệch trừ nhá. Đây, em sẽ thả độ rơi này. Đây đây. Từ để quay xa rồi. Đây nhá. Đây nhá. Này. Tất cả không được gì. Không nhôm. Đây mọi người vận chuyển không phải lo. Đấy. Đây là thì chất lượng của DE. Đấy, hàng DE đấy, nhà sản xuất cho họ là công bố sẵn. Thực sự đây này, quay cái từ lại cho mình cả. Cái từ này nhá, em nói thật với các bác này, em đi vận chuyển nhá. Đi vận chuyển như thế này nhá. Tại vì em nói thật với các bác là nếu như mà đi trong quá trình mà vận chuyển mà loa kém ấy, là thứ nhất là nó sẽ bị lệch từ. Lệch từ là thứ nhất là do cái keo gắn từ của nó không nó lại con. Cái keo gắn từ của nó không đảm bảo thì nó rơi là cái trường hợp là lệch từ hoặc bong keo. Đấy, chúng ta thấy là nó vặt rất mạnh như thế này mà hầu như là không có bị bong keo. Đấy, xương còn không gãy. 500 không hề vỡ nhá. Em nói với các bác là nếu như mà cái dòng loa xịn đấy là cái 500 của nó ít khi bị vỡ mà ít bị sứt. Loa điệu các bác để là nó rất dễ bị sứt cái keo. Vỡ cái 500. Đấy. Đấy. Rồi. Đây nào. Đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Cố tình phá nhưng mà vẫn không thể phá được nó đấy. Đấy. 500 không bị vỡ các bác nhá, 500 không hề bị vỡ, không hề bị sứt một tí nào. Đấy, quay toàn bộ luôn xung quanh này cho. Đây, em sẽ lau lại cho. Đây. Đây cho mày đập. Thôi. Không. Bú nó được cái gì? Đây. Đấy, sắc, các bác thấy sắc nó còn không thèm bung nước sơn này. Đấy, các bác thấy không? Chất lượng của nó đấy. Đấy. Sơn nó đâu? Không bị chảy xước không? Không bị chảy xước. Đây. Đây, thép nó như thế này. Đấy, cái 500 này không hề bị mẻ nha, rất chi là tốt nha. Nếu như cái 500 để các bác biết là dòng loa này trả tiền nó đụng vẫn là 500 nó vỡ luôn. Đấy. Dòng loa. Cái loa này là em khuyến cáo các bác là phải có nhà tài trợ mới làm được thế này nhá. Đừng có bỏ tiền túi nhá. Đấy. Nhà tài trợ đây.